Đối với hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Văn Hưng, tại phiên tòa bị cáo Hoàng Văn Hưng là người bào chữa cho bị cáo và ý kiến cho rằng bị cáo không phạm tội lừa đảo chiếm tài sản. Bị cáo kêu oan đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo không phạm tội hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung tách hành vi của bị cáo ra tiếp tục điều tra xử lý sau. Hội đồng xét xử xét thấy theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa đã xác định Hoàng Văn Hưng nguyên là điều tra viên cao cấp trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh Điều tra Bộ Công an. Ngày 28 tháng 1 năm 2022, bị cáo được phân công là điều tra viên tiến hành điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Ngoại giao, sau này được mở rộng thành vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao và các đơn vị liên quan. Đến ngày 19 tháng 9 năm 2022, Hưng bị điều chuyển công tác khác, không còn là điều tra viên tiến hành tố tụng trong vụ án. Trong thời gian Hoàng Văn Hưng được phân công tiến hành điều tra vụ án, bị cáo đã được Nguyễn Anh Tuấn liên hệ nhờ giúp đỡ hướng dẫn cho Nguyễn Thị Thành Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự trong vụ án. Hoàng Văn Hưng đã nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc với Hằng tại nhà Tuấn, hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn khai báo. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn khai đã 13 lần đưa tiền cho Nguyễn Anh Tuấn với tổng số tiền là 2,8 triệu USD để thông qua Tuấn đưa cho Hoàng Văn Hưng nhằm không bị xử lý hình sự. Nguyễn Anh Tuấn khai chỉ nhận số tiền là 2,65 triệu USD từ Hằng, trong đó có 2,250 triệu USD để lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự. Số tiền 400.000 đồng Tuấn khai là tiền Hằng trả trước cho việc sang nhượng phần đất của Tuấn tại Tam Đảo Vĩnh Phúc. Tuấn khai đã chuyển cho Hưng số tiền là 2 triệu 250.000 USD nhận từ Hằng để Hưng lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự. Hoàng Văn Hưng không thừa nhận đã nhận khoản tiền nào từ Tuấn. Hưng cũng khai không hứa hẹn giúp đỡ Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự mà chỉ hướng dẫn Hằng ra tự thú. Tuy nhiên, Hưng xác nhận đã nhiều lần gặp Hằng tại nhà Tuấn và đã nhận một chiếc cặp do Tuấn chuyển đến cho Hưng thông qua lái xe của Tuấn tại cổng trụ sở Bộ Công an 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù Hoàng Văn Hưng không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn và Nguyễn Anh Tuấn, tuy nhiên hội đồng xét xử căn cứ vào các chứng cứ tài liệu như sau để xác định hành vi của bị cáo. Từ tháng 1 năm 2022 đến ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hoàng Văn Hưng là trưởng phòng điều tra thuộc Cục An ninh Điều tra, là điều tra viên được phân công tiến hành điều tra vụ án. Từ sau ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hưng bị điều chuyển công tác khác, không còn là điều tra viên tiến hành tố tụng trong vụ án. Hưng biết rõ quy định của ngành công an về việc điều tra viên, cán bộ điều tra không được tự ý làm việc, tiếp xúc với những người đang bị điều tra ngoài trụ sở, nhưng vẫn nhiều lần gặp gỡ tiếp xúc với Hằng ngoài trụ sở cơ quan, ngoài giờ làm việc, không báo cáo với lãnh đạo đơn vị. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn thể hiện trong quá trình Hằng tiếp xúc trao đổi đặt vấn đề với Hưng để nhờ Hưng giúp đỡ Hằng Sơn không bị xử lý hình sự, thì Hưng đã nhiều lần hướng dẫn Hằng và thông qua Hằng hướng dẫn Sơn khai báo để không bị xử lý hình sự. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Anh Tuấn về việc Hưng đã nhiều lần yêu cầu Hằng phải chuyển tiền cho Hưng thông qua Tuấn, căn cứ vào các đơn tố giác của Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng, căn cứ vào lời khai của Nguyễn Hồng Sơn là người chưa gặp, chưa tiếp xúc với Hưng về các nội dung, ngay từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, Hằng đã cho Sơn biết là Hằng đã liên hệ và nhờ Nguyễn Anh Tuấn và thông qua Tuấn nhờ Hoàng Văn Hưng là trưởng phòng điều tra giúp đỡ để Hằng Sơn không bị xử lý hình sự. Sơn và Hằng đã nhiều lần phải đưa tiền để được giúp đỡ. Căn cứ vào lời khai của Tuấn, Hằng là việc đầu tháng 10 năm 2022, Hưng yêu cầu Tuấn nói với Hằng chuẩn bị tiền để chi tiền cho cuộc họp đánh giá về vụ án, có nội dung xem xét về trách nhiệm của Hằng Sơn. Sau đó Hưng tiếp tục trao đổi với Tuấn nội dung viện kiểm sát đang rất căng thẳng với Sơn, một số điều tra viên cũng có quan điểm phải xử lý đối với sai phạm của Sơn, để yêu cầu Tuấn nói với Hằng nếu quyết tâm cứu Sơn thì phải chuẩn bị 350.000 USD chi cho kiểm sát viên và một số điều tra viên ủng hộ việc không xử lý hình sự đối với Sơn. Nên Hằng chấp nhận yêu cầu của Hưng. Căn cứ vào nội dung ghi chép của Hằng về việc đã 13 lần thông qua Tuấn để chi tiền cho Hưng, bút lục số 127083 thể hiện ngày 12 tháng 10 năm 2022 đưa 250.000 USD, ngày 18 tháng 11 năm 2022 đưa 100.000 USD. Nội dung này phù hợp với thời gian Tuấn khai ứng tiền ra đưa cho Hưng 350.000 USD. Căn cứ vào dữ liệu lịch sử của gọi điện thoại giữa Hưng và Tuấn, giữa Tuấn với Hằng, căn cứ vào lời khai của Tuấn Hằng về việc cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022,
Nguyễn Anh Tuấn sắp xếp cho Hằng và Sơn gặp nhau tại nhà Tuấn tại số 109 ngõ 33 Chùa Láng để trao đổi về việc của Hằng và Sơn. Tại cuộc gặp này, Hưng nói với Tuấn Hằng là Hưng phải chi tiền cho một số cá nhân tại Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra và Cục Nghiệp vụ A01 Bộ Công an để các bên ủng hộ không xử lý hình sự đối với Hằng và Sơn. Do thời điểm này Hằng và Tuấn mới biết Hưng bị điều chuyển sang công tác khác nên Tuấn hỏi Hưng đã điều chuyển công tác khác thì có ảnh hưởng gì không. Hưng trả lời việc điều chuyển công tác với Hưng chỉ là luân chuyển về mặt hành chính, Hưng vẫn chỉ đạo điều tra trực tiếp báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn về việc tại buổi gặp cuối tháng 11 năm 2022 tại nhà Tuấn tại 109 ngõ 33 Chùa Láng sau khi Hưng điều trị Covid ra viện. Tại buổi gặp trên, Hưng đã nói đưa tiền cho kiểm sát viên, nhưng viện kiểm sát chê ít, chỉ mới đủ một nửa, có nghĩa là phải chi gấp đôi. Tại phiên tòa, bị cáo Hằng còn xác nhận khi đưa tiền cho Hoàng Văn Hưng, bị cáo Tuấn đã gọi điện cho Hằng và đưa điện thoại cho Hưng nói chuyện trực tiếp với Hằng để Hằng yên tâm là việc Hưng đã nhận tiền của Hằng. Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn, lời khai của bà Phạm Thị Như Quỳnh, lời khai của các anh Trình Văn Huy, Phạm Thanh Bình, dữ liệu điện tử, hình ảnh trích xuất từ camera thể hiện ngày 5 tháng 12 năm 2022 tại cổng trụ sở Bộ Công an 15 Trần Bình Trọng, Hoàng Văn Hưng đã nhận chiếc cặp bên trong chứa được 450.000 USD của Nguyễn Anh Tuấn gửi đến cho Hưng thông qua Trình Văn Huy. Căn cứ vào dữ liệu điện tử, kết quả thực nghiệm điều tra, căn cứ vào nội dung trao đổi ngày 22 tháng Căn cứ vào nội dung trao đổi ngày 21 tháng 12 năm 2022, sau thời điểm Hưng nhận chiếc vali có chứa tiền trên thì giữa Hưng, Tuấn và Hằng có gặp nhau tại nhà Tuấn. Tại cuộc gặp này do biết Hưng đã bị điều chuyển công tác khác nên Hằng và Tuấn tiếp tục hỏi Hưng là có kiểm soát được tình hình không. Hưng khẳng định vẫn kiểm soát được bình thường. Việc Sơn bị bắt, Hưng giải thích là cơ quan điều tra, viện kiểm sát có quan điểm tài liệu chứng cứ còn chưa thật đầy đủ, nhưng Cục Nghiệp vụ A01 Bộ Công an có quan điểm gay gắt nên sau khi trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Viện Kiểm sát dân tối cao đã thống nhất khởi tố bắt tạm giam đối với Sơn. Vì lý do A01 gay gắt, Hưng nói với Tuấn là có thể do em chưa kịp xử lý bên A01 nên A01 mới đề xuất khởi tố Sơn. Tiếp đó, tại buổi gặp ngày 26 tháng 12 năm 2022 giữa Hằng, Hưng và Tuấn tại nhà của Tuấn tại 109 ngõ 33 Chùa Láng để gặp Hoàng Văn Hưng và nói cho Hưng biết Hằng đã khai ra việc đưa tiền cho địa phương, đồng thời hỏi Hưng về việc có khai ra nội dung đưa tiền cho các cán bộ tại địa phương nữa hay không. Hưng cũng nói với Hằng tại sao lại hướng dẫn không khai mảng địa phương nhưng vẫn khai, vậy thì khai nốt đi. Khi Tuấn đặt vấn đề sau khi bị bắt, Sơn có khai chi tiền để lo cho Hằng và Sơn không bị xử lý hình sự không, thì Hưng cho biết sẽ yêu cầu phía Nam, tức là cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, phách lời khai của Sơn ra để Hưng xem, đồng thời nói với Tuấn và Hằng hai điều tra viên làm việc với Sơn đều tên là Tuấn Anh, còn trẻ, ít kinh nghiệm, không đánh đập nhục hình nên Sơn sẽ không khai, nếu Sơn khai là do bản lĩnh của Sơn quá kém. Các nội dung trao đổi giữa Hưng với Tuấn Hằng cho cuộc gặp tại nhà Tuấn cuối tháng 11 năm 2022 và cuộc gặp ngày 21-26 tháng 12 năm 2022 như đã nêu trên thể hiện Hưng đã đưa ra thông tin gian dối có thể lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự và thông qua Nguyễn Anh Tuấn, Hoàng Văn Hưng đã nhận số tiền 800.000 USD của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn. Đối với khoản tiền khác, Tuấn khai đưa cho Hưng, tài liệu điều tra chưa đủ cơ sở kết luận Hưng đã nhận khoản tiền đó. Nếu các cơ quan tiến hành tố tụng không quy kết trách nhiệm hình sự cho Hưng là phù hợp với quy định pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Văn Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội, bị cáo đưa ra lý do như sau. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát thu thập chứng cứ một chiều, lời khai của Hằng Tuấn là không khách quan, không cho bị cáo giải trình trước khi bị khởi tố bắt tạm giam. Bị cáo có nhận một chiếc cặp do Tuấn gửi đến nhưng trong cặp chỉ có 4 chai rượu vang. Xem xét các lời khai như trên của bị cáo, hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra, cơ quan điều tra, viện kiểm sát đã thu thập tài liệu chứng cứ theo đúng trình tự pháp luật quy định. Trước khi khởi tố, bị cáo đã có nhiều buổi làm việc với điều tra viên, được ghi biên bản ghi lời khai giải trình về các nội dung đang bị điều tra. Nội dung này thể hiện tại các bất lục 126924, 126927, 126930, 126935, 126973, 126986. Bị cáo đã nhiều lần được yêu cầu viết bản tự khai tường trình về sự việc để thực hiện cái quyền tự bào chữa của mình, cung cấp các thông tin cho cơ quan điều tra nhưng bị cáo đều từ chối. Việc tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo cho rằng lời khai của Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Hằng là chứng cứ một chiều, không khách quan, là không có cơ sở.
Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều xác nhận không có mâu thuẫn gì với các bị cáo Tuấn và Hằng, thậm chí khai Nguyễn Anh Tuấn còn là người ân tình giúp đỡ bị cáo nhiều việc trong cuộc sống. Ngoài lời khai của Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Anh Tuấn, cơ quan điều tra còn có thu thập lời khai của Lê Hồng Sơn, Trịnh Văn Huy, Phạm Thanh Bình, Phạm Thị Như Quỳnh, dữ liệu điện tử, các tài liệu chứng cứ khác chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo. Trong quá trình điều tra, Sơn Tuấn bị tạm giam tại các trại tạm giam khác nhau, Hằng được tại ngoại, không có sự liên hệ nào, gia đình không được thăm gặp, không tiếp xúc với luật sư, nhưng lời khai đều thống nhất, khai báo phù hợp về hành vi của bị cáo Hưng. Đặc biệt có những thông tin về hoạt động điều tra mà Hằng Tuấn không thể biết được nếu không có sự trao đổi thông tin từ phía bị cáo Hưng. Cụ thể như Hằng tự thú thì sẽ được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật như trường hợp của bị cáo Lê Văn Nghĩa, công ty Nhật Minh. Vai trò của Sơn là tổng giám đốc nắm 70% cổ phần thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như Hoàng Diệu Mơ, công ty An Bình. Tên của điều tra viên phòng 4 A09 làm việc với bị cáo Lê Hồng Sơn tại trại giam B34 Bộ Công an là Tuấn Anh. Việc các cán bộ của cục nghiệp vụ A01 có quan điểm gay gắt đối với Lê Hồng Sơn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa bị cáo Hưng với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Thanh Hằng để bị cáo giải trình với các nội dung liên quan đến các lời khai của những người đối chất. Tại buổi đối chất với Tuấn, bị cáo mới thừa nhận đã hướng dẫn Hằng viết bản tự khai, bổ sung nơi nhận là viện kiểm sát. Nêu khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức chuyến bay, bị cáo còn khai đã mang các bản tường trình của Hằng về nhà nhưng hiện nay không biết ở đâu hoặc đã tiêu hủy. Tại giai đoạn điều tra ban đầu, bị cáo khai không nhận tiền hoặc bất cứ lợi ích vật chất nào từ Tuấn và Hằng. Chỉ đến ngày 24 tháng 3 năm 2023, khi cơ quan điều tra thu thập cung cấp hình ảnh từ camera thể hiện bị cáo đã nhận một chiếc cặp của Tuấn do anh Trịnh Văn Huy chuyển đến, thì bị cáo mới xác nhận có nhận chiếc cặp trên và giải trình là trong cặp có 4 chai rượu vang. Tuy nhiên khi được hỏi về chiếc cặp trên hiện ở đâu thì bị cáo cũng không cung cấp được cho cơ quan điều tra. Các lời khai như trên của bị cáo thể hiện có nhiều mâu thuẫn, không thống nhất, thể hiện lời khai bị cáo không thành khẩn, không trung thực, vì vậy không có cơ sở để chấp nhận các lời khai đấy. Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Hoàng Văn Hưng đã bị điều chuyển công tác từ vị trí trưởng phòng điều tra sang trưởng phòng chính trị hậu cần Cục An ninh điều tra Bộ Công an, mặc dù không còn nhiệm vụ quyền hạn thẩm quyền trong việc điều tra xử lý vụ án, nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, Hưng đã nắm được một số thông tin liên quan đến vụ án như việc cơ quan công an cử hai điều tra viên mang tên Tuấn Anh vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc với Gạt Sơn, từ đó cung cấp cho Hằng và Tuấn để tạo niềm tin, tiếp tục liên hệ nhiều lần với Nguyễn Anh Tuấn để trao đổi về việc lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự. Thông qua Nguyễn Anh Tuấn đã gặp Hằng nhiều lần tại nhà Tuấn để hướng dẫn Hằng, thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo khi làm việc với cơ quan điều tra, đưa ra những lý do không đúng thực tế như chi tiền cho các cá nhân ở viện kiểm sát của cơ quan điều tra và cục nghiệp vụ Bộ Công an để các cá nhân đơn vị này ủng hộ quan điểm không xử lý đối với Hằng và Sơn. Thông tin sai sự thật về vai trò của Hưng đối với việc điều tra xử lý vụ án, nhưng Hưng vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn chỉ đạo điều tra vụ án, trực tiếp báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Thông qua Nguyễn Anh Tuấn, bị cáo đã nhận số tiền 800.000 USD của Nguyễn Thị Thanh Hằng và Lê Hồng Sơn. Hành vi của bị cáo Hoàng Văn Hưng đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo không bị oan. Các ý kiến bào chữa bị cáo và luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo bị oan, đề nghị minh oan cho bị cáo hoặc trả hồ sơ điều tra bổ sung là không có cơ sở nên không được chấp nhận. Áp dụng điểm A khoản 4 điều 174, điểm V khoản 1 điều 51, điểm C điểm G khoản 1 điều 52, điều 39 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng tù chung thân. Thời hạn bị cáo bắt đầu chấp hành phạt tù tính từ ngày 11 tháng 1 năm 2023.